Bang Maine hôm 28 tháng 12 thông báo xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi lá phiếu của bang này trong cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Mỹ năm 2024 vì cáo buộc liên quan đến bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Maine là bang thứ hai làm điều này sau khi bang Colorado có động thái tương tự hôm 19 tháng 12. Tổng thư ký bang Maine Sena Bellows, thành viên đảng Dân Chủ, viết trong phán quyết dài 34 trang, cho biết hiến pháp Mỹ không dung thứ cho một cuộc tấn công vào nền tảng của chính phủ. Ban vận động tranh cử của ông Trump tuyên bố sẽ nhanh chóng gửi đơn phản đối quyết định này. Phán quyết của tòa ở bang Maine có thể bị kháng cáo tại tòa án cấp cao cùng bang. Theo hãng tin Reuters, các luật sư của ông Trump lập luận rằng những bình luận của ông đối với người ủng hộ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận. Phán quyết hôm 28 tháng 12 chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 năm 2024 ở Maine, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2024. Quyết định nói trên cũng có thể sẽ gia tăng áp lực lên tòa án tối cao Mỹ trong việc giải quyết nghi vấn về tư cách ứng viên tổng thống hợp lệ của ông Trump trên toàn quốc, theo mục 3 tù chính án thứ 14 Hiến pháp Mỹ. Ông Trump cũng bị truy tố trong một vụ án liên bang ở bang Georgia vì vai trò của ông trong việc cố lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, nhưng không bị buộc tội nổi dậy liên quan vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông Trump hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận với tỷ số cách biệt lớn trong cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Việc tòa án cấp cao của bang Colorado đã loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang này vào ngày 19 tháng 12, khiến ông trở thành ứng viên đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị xem là không đủ tư cách tranh cử tổng thống vì tham gia nổi dậy. Ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của bang Colorado lên tòa án tối cao và chỉ trích động thái này là phi dân chủ.